Thưa quý vị, thưa các bạn, Bộ Y tế Lao động và Phúc Lợi Nhật Bản cùng với Viện Y học Quốc gia đã phát hiện thêm hai chất lạ trong các thực phẩm chức năng có chứa men gạo đỏ do hãng dược phẩm Kobayashi sản xuất. Tuy nhiên, theo giới y khoa của Nhật Bản cho biết vẫn chưa thể xác định được chất lạ này có gây hại gì đến sức khỏe của người tiêu dùng hay không. Kết quả xét nghiệm các mẫu nguyên liệu sản phẩm được sản xuất trong 3 năm trở lại đây của Kobayashi cho thấy có thêm hai chất lạ Hiện các chuyên gia y khoa đang gấp rút xác định thành phần và ảnh hưởng của chất mới này tới sức khỏe của người tiêu dùng. Ngoài hai chất lạ nói trên, trước đó Kobayashi cũng đã phát hiện ra axit puperonic có nguồn gốc từ nấm mốc xanh trong một lô thực phẩm chức năng của hãng này. Đây là hợp chất có đặc tính kháng sinh nhưng cũng có độc tính cao và thường không được đưa vào thành phẩm thực phẩm chức năng. Theo thông báo, ít nhất 5 người đã thiệt mạng, hơn 240 người phải nhập viện và hơn 1.430 người cần tư vấn y tế do dùng các sản phẩm của Kobayashi.